bán kết của cúp quốc gia cũng đã vừa mới kết thúc. Viettel của anh Tùng đá thế nào mà thua đến 4-1 bao giờ chứ? Hà Nội thì chơi hay hẳn rồi, nhưng mà cũng có cái đoạn một đoạn thì thể công chơi tương đối tốt, nhưng rồi thì họ đã sụp đổ rất là nhanh và thất bại một tỷ số khá đậm trước mà đối thủ mà cũng rất là quen thuộc. Tôi nghĩ rằng cái kết quả này thì nó cũng vẫn là một cái điều mà chúng ta vẫn thường thấy trong cái những cái trận đấu trực tiếp của hai đội. Tỷ lệ thắng của thể công Viettel trước Hà Nội trong những năm qua thì thường nó vẫn thấp. Năm vừa rồi thì nó cũng đã, những năm vừa rồi gần đây ấy, thì nó có một chút cải thiện hơn. Nhưng ở giai đoạn này của mùa bóng thì kết quả này tôi nghĩ rằng nó phản ánh đúng về cái chất lượng của hai đội, cái sự chuẩn bị của hai đội cho cái đoạn cuối của mùa giải. Chúng ta nhìn từ cái vòng đấu thứ 26 của V-League thì chúng ta cũng đã cảm nhận được phần nào chuyện đó. Trong khi Hà Nội thì cố gắng giữ cái thế của mình, thì thể công Viettel để thua trong một trận đấu trên sân nhà trước Sông Lam Nghệ An, dù không phải là đá với đội hình gồm những cầu thủ dự bị, thì cái cách tiếp cận đó của thể công Viettel phần nào đó chúng ta cảm nhận rằng là họ có một cái gì đó chuẩn bị chưa được tốt lắm. Ở trận đấu này thì thực ra cái sự không chuẩn bị tốt đấy nó không hoàn toàn phản ánh tất cả những gì mà thể công Viettel đã có. Tức là có nghĩa là các cầu thủ áo đỏ trong trận đấu này hôm nay cũng đã có những thời điểm đá tốt, chơi có đường nét, có một chút thiếu may mắn, ví dụ như là cái quả đá vào cọc của Hữu Thắng ở hiệp 1 chẳng hạn. Nhưng mà thứ nhất là cái cách tiếp cận là nó, tức là cái khởi đầu trận đấu thì nó hơi bị chậm. Đấy là một cái thói quen nó không được tốt cho lắm. Và thứ hai là ở giai đoạn phần còn lại của trận đấu thì tôi cho rằng đấy không phải là một cái cách gọi là giải quyết trận đấu nó hợp lý. Và Hà Nội đã chứng minh được rằng là họ vào thời điểm cuối mùa ấy, cái guồng máy của huấn luyện viên Daiki Iwanasa đã vận hành một cách hết sức là hợp lý. Họ hiểu nhau, họ chơi một thứ bóng đá nó có chiều sâu, có chất lượng, và cái chiến thắng này của Hà Nội là hoàn toàn xứng đáng. Rất xứng đáng. Ở cái trận đấu còn lại thì đội bóng Lê Anh Huy, đội Nam Định đã thất bại trên sân của Thanh Hóa. Có một điểm đáng chú ý là tuần trước thì họ mới đoạt chức vô địch, đã nâng cúp từ tuần trước rồi. Nhưng có vẻ ăn mừng cũng lâu. Và đương nhiên rồi, sau 39 năm mới đoạt chức vô địch thì anh em chắc là cũng có cái tâm lý của việc xả hơi. Và khi quay trở lại với đấu trường cúp thì gặp một đội Thanh Hóa cũng không phải là dễ chơi. Thì cuối cùng thì Nam Định đã thất bại, cho dù là đội mở tỷ số đấy. Có 9 ngày nghỉ, nhưng mà rõ ràng là cái không khí ở trên trường hôm đó làm chúng ta cảm giác ngay là không thể gọi là ăn mừng một cách nó bình thường được. 39 năm rồi dồn nén như vậy và anh em đã quá vui mừng để rồi đến cái trận đấu tại sân Thanh Hóa, đá sân Thanh Hóa, và Thanh Hóa rất là quyết tâm, vẫn có các ngoại binh. Thì Nam Định mặc dù mở tỷ số nhưng mà Thanh Hóa đã tiếp tục chứng tỏ một cái sự quyết tâm. Còn Nam Định thì càng đá càng đuối. Và tôi nghĩ rằng là nhìn toàn cục Thanh Hóa thắng là xứng đáng thôi. Đội Thanh Hóa năm nay thì họ không đua được ở đấu trường V-League, không đua được quyết liệt như mùa trước. Nhưng mà họ cũng đặt quyết tâm vào cúp đấy để mà trở thành một trong đội hiếm hoi của Việt Nam. Đến bây giờ tôi nhớ là chỉ có 2 đội thôi, là 2 năm liền đoạt cúp ra, họ đã vào chung kết rồi. Năm ngoái thì họ đã ngăn cái giấc mơ vô địch một lần của Thể Công trước đây và sau này là Viettel. Đến bây giờ là cả Thể Công Viettel đều chưa có cúp nào cả. Năm ngoái vào chung kết đá luân lưu Thanh Hóa thắng. Bây giờ Thanh Hóa tiếp tục vào chung kết thì tôi nghĩ rằng là đội bóng này rất là biết liệu cơ gắp mắm. Họ nhắm cái sân chơi cúp để mà khẳng định cái vị thế của mình. Và trận đấu đó lại diễn ra trên sân Thanh Hóa. Đúng là như vậy. Bởi vì cái việc này đã được sắp xếp từ trước rồi. Đây là cái lá thăm của họ. Từ trước rồi, sắp xếp rồi. Do vậy rằng là Thanh Hóa dù sao vẫn có cái lợi thế sân nhà. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng ở V-League chẳng hạn thì sân Thanh Hóa cũng, sân nhà Thanh Hóa cũng không phải là cái gì nó ghê gớm lắm đối với các đội khách, phải không ạ? Trong mấy mùa giải gần đây là tôi thấy là các đội khách đến đây lấy được điểm là khá nhiều. Đấy, thế nhưng mà đây là trận chung kết cúp quốc gia thì nó lại là khác. Hy vọng đó sẽ làm trận đấu hấp dẫn. Năm ngoái là chung kết cũng đá sân Thanh Hóa luôn và Thanh Hóa thắng Viettel bằng đá luân lưu, thì năm nay lại là cái sân của họ. Đấy, tức là ở V-League thì sân nhà Thanh Hóa không phải là ghê gớm, nhưng mà họ có một cái tốt đẹp từ mùa trước ở chung kết cúp rồi, thì năm nay có thể là đấy cũng là một điểm tựa về tinh thần. Thế liệu Hà Nội có vượt qua được Thanh Hóa không anh Tùng? Tôi nghĩ rằng là ở cái sân Thanh Hóa thì Hà Nội có kết quả không tệ lắm, và Hà Nội vẫn là một đội bóng rồi diện kinh nghiệm. Tuy nhiên là ở những mùa bóng gần đây thì Thanh Hóa cũng đã bắt đầu tìm thấy những cái kết quả tích cực khi đá với Hà Nội rồi, và họ dường như đang dồn tất cả
cho cái danh hiệu mà họ có quyền được gọi là tự hào rằng họ có thể bảo vệ được. Và tôi nghĩ rằng là trận đấu tới đây ở trên sân Thanh Hóa, trận chung kết giữa Hà Nội và Thanh Hóa, tôi nghĩ sẽ là cực kỳ đáng xem. Vâng, anh Phương Nam thì vừa mới bình luận trận đấu ở Cúp Quốc gia và vừa mới quay trở lại ngay với trường quay này. Cũng là cùng một câu hỏi thôi, tôi không muốn hỏi lại về hai trận bán kết vừa rồi, mà tôi chỉ bởi vì nỗi buồn mà của Viettel thì anh Tùng đã chia sẻ đủ cho anh rồi, cả phần anh rồi, nên không cần phải hỏi nữa, chỉ cần hỏi xem là liệu trận chung kết anh đánh giá thế nào. Tôi nghĩ rằng Hà Nội sẽ có một trận chung kết tốt hơn. Và theo những thông tin mà tôi có được thì đó cũng có thể là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Daiki với câu lạc bộ Hà Nội. Cuối cùng nhỉ? Vâng. Vì sao? Có những thông tin là Daiki sẽ không tiếp tục đồng hành cùng với Hà Nội ở mùa giải tới. Ồ, thế và Hà Nội cảm giác là họ đang vào chớn nhỉ? Vâng. Có lẽ là vấn đề từ cá nhân ông ấy thôi, ông có cảm giác được cái điều gì đó để cuối cùng bây giờ Hà Nội cũng đang bắt đầu có những cái thông tin là xúc tiến tìm vị huấn luyện viên mới rồi. Thế nên lần cuối cùng thì có lẽ là tất cả mọi người đều muốn làm cho nó tốt nhất thôi. Và ngày hôm nay thì Hà Nội đã có một trận đấu tốt trước Thể Công Viettel. Và tôi thấy rằng là cái lối chơi của họ nó ngày càng nhuần nhuyễn hơn. Họ ngày càng thấm nhuần cái triết lý của ông Daiki hơn. Và các cầu thủ trẻ, rồi cái nhân tố dự bị, những cái sự thay đổi người của Daiki nó ngày càng hợp lý hơn. Đấy, ví dụ như ngày hôm nay một trận đấu mà họ cũng thực sự khó khăn. Họ Everton bị mất người rất là sớm, nhưng mà những sự thay đổi người của Daiki nó cho thấy Hà Nội không hề bị sộc sạch và họ duy trì được sức mạnh của mình. Và đặc biệt là Văn Quyết thì chơi vẫn rất hay. Tôi nghĩ rằng tôi cũng đồng tình với anh Quang Tùng, đó là một trận chung kết 50-50. Thanh Hóa thì luôn chơi rất hay trên sân nhà. Tôi cũng rất may mắn là mùa V-League năm nay được đọc rất nhiều trận đấu của Đông Á thì Thanh Hóa trên sân nhà. Và trên sân nhà thì họ chơi hoàn toàn khác hẳn những trận đấu trên sân khách. Và đó cũng sẽ là một trận đấu mà mang lại nhiều cảm xúc đấy ạ. Vâng, hy vọng chúng ta sẽ có một trận đấu hay. Bóng đá nội thì vẫn còn một trận đấu nữa hết sức là đáng quan tâm, đó là trận playoff trụ hạng và liên hạng của hai đội đứng thứ cuối cùng của áp chót của V-League là đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và gặp đội thứ nhì của giải hạng nhất là PVF CND. Tuần trước thì chúng ta cũng việt vị hết. Chúng ta đều phân tích rằng là cửa của Sông Lam Nghệ An là hẹp nhất rồi. Nhưng cuối cùng thì họ lại lách được những cái khe đấy. Họ đã chiến thắng trên sân của Thể Công. Còn hai đội kia thì một đội thoát, một đội như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì không thể thắng nổi. Đúng không? Nên là không duy trì được cái vị trí xếp trên của vị áp chót đó. Nên là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ phải đá với PVF. Ai cũng dễ dàng nhận định rằng một đội V-League sẽ thường là không gặp khó khăn gì trước một đội hạng nhất. Nhưng mà bây giờ tôi đang tuần trước chúng ta đặt ra câu hỏi rồi, không biết là một tuần nó có tiến triển gì, không biết các anh có thu thập thông tin gì thêm không, là về cái việc khát vọng của PVF năm nay thế nào, liệu họ có rất quyết tâm lên hạng hay không, thì cái đấy là không biết là các anh nào có thông tin không. Tôi cũng chưa nhận được thêm một cái thông tin gì, nhưng theo cái sự hiểu biết của tôi về cái quyết tâm của đội bóng này thì tôi nghĩ rằng là họ có thể sẽ là chơi một trận đấu ra trò để mà giành quyền lên hạng đấy, có thể là như thế. Tôi cũng cảm nhận là họ sẽ quyết tâm, bởi vì đội bóng này gần đây tiếp tục có được cái nguồn lực tốt, rồi là chúng ta đừng quên rằng PVF những năm gần đây là đào tạo trẻ rất tốt, cầu thủ họ cũng đã từng có trải nghiệm đá playoff rồi đấy, và có cái sự tích lũy về tài năng qua năm tháng. Trong khi đó Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì chúng ta cũng hy vọng rằng là sau những sự cố gần đây, lãnh đạo câu lạc bộ vẫn có một cái độ tâm huyết và cũng cần phải chia sẻ rằng là đã xác định chơi bóng đá ở Việt Nam thì những cái gì chúng ta chưa tốt ở xã hội nó vẫn thường xuyên nó vào bóng đá. Chúng ta không thể nào đòi hỏi là đang quản lý một doanh nghiệp tốt xong rồi vào đội bóng nó mượt mà vậy được. Rất nhiều người làm doanh nghiệp hàng vạn con người nhưng mà dính vào 11 ông đấy là đau đầu lắm. Là khó. Cũng hy vọng là dù thế nào thì vẫn chung sức với cả đội bóng của tỉnh Hà Tĩnh, và tôi cho rằng là nếu như Hà Tĩnh vẫn có một cái định hướng tốt lâu dài cho đội bóng ấy, thì cầu thủ Hà Tĩnh vẫn sẽ đá một trận rất là quyết tâm, và lúc đó thì tôi vẫn coi Hà Tĩnh là cửa trên. Vâng. Thực ra thì tôi cũng đã được theo dõi cái hành trình của PVF CND tại giải nhất mấy mùa giải gần đây. Họ cũng đã từng đá một trận playoff, rồi mùa cách đây 2 năm họ cũng đã từng đua với Công an Nhân dân một cách có thể nói là vô cùng khốc liệt đấy, và chỉ chậm chân lại ở những vòng đấu cuối cùng thôi. Mà cái thời điểm đó thì có cảm giác là họ chủ động dừng lại,
để Công an Nhân dân vượt lên và lên hạng. Còn mùa năm nay thì tôi đang có cảm giác là họ sẽ chơi một trận đấu sòng phẳng giống như anh Tùng nói. Thứ nhất là cái lứa cầu thủ này cũng đã 1-2 mùa chơi hạng nhất rồi, và họ thực sự là khát khao muốn thay đổi số phận của mình bằng chính cách là đưa mình lên V-League để chơi V-League. Thứ hai nữa là họ đang có được một cái thế hệ bây giờ so với những năm trước thì nó tròn hơn, nó chín hơn, và nó có cả những cái sự bổ sung lực lượng, ví dụ như là Xuân Nam chẳng hạn, một cầu thủ cựu V-League cũng đã về chơi với PVFCND và dẫn dắt cái hàng công của đội bóng này, thì nó cho thấy được cái sự toàn diện, cái sức mạnh của PVFCND nó là sự đồng đều, cái tính đoàn kết, và đây là một trong những cái đội bóng mà có cái lối chơi khá là hiện đại tại quốc đội ở thời điểm hiện tại. Anh Vũ nhá, họ chơi pressing, họ chơi tấn công và chơi sơ đồ 4-3-3 theo đúng cái đặc trưng của lò PVF. Có nghĩa là một trong những đội bóng mà tôi rất là ấn tượng với cách chơi của họ và cái sự hiện đại trong cái cách chơi đó. Và những cầu thủ trẻ của họ, đặc biệt là những cầu thủ sinh năm 2004-2005 đều đã rất là trưởng thành, và có những người 2004-2005 là trụ cột, là gánh vác của đội bóng đó đấy. Trong khi đó thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì họ sẽ nhìn ở đối thủ, ở bản lĩnh, ở một số cá nhân. Nhưng cái khó của họ là cả một năm vừa rồi họ thi đấu qua phụ thuộc quá nhiều vào Tây. Nhưng bàn thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì Tây ghi là chủ yếu, mà chỉ có một vài bàn thắng của Trần Đình Tiến hay một vài bàn thắng của Phi Sơn, của Quang Nam, và gần như họ rất khó để có thể thích nghi được cái đội hình tình mà không, là sẽ không có Tây, đúng không? Không có tiền đạo ngoại. Thế nên ngay bây giờ huấn luyện viên Thành Công phải chọn ai để đá tiền đạo cũng là một cái câu hỏi nó tương đối khó khăn. Có lẽ là chỉ còn mình Quang Nam thôi, nhưng tôi hy vọng rằng ở một trận đấu đỉnh cao như vậy thì đôi khi cái bản lĩnh và cái kinh nghiệm của những cầu thủ bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, với điều kiện là họ phải vượt qua được cái áp lực về mặt tâm lý. Tôi biết rằng bây giờ thì tâm lý đang đè nặng các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bởi vì họ không chỉ là bị trượt trận đấu cuối cùng đâu, mà họ đã trượt 3 trận đấu rồi. Phút cuối cùng trên sân Thiên Trường họ lại thua trước Thép Xanh Nam Định. Phút cuối cùng trên sân Vinh họ bị Sông Lam Nghệ An giành cái vé trụ hạng từ tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giật về. Đấy, và cuối cùng họ nắm luôn, họ không buông nữa. Vì dẫn trước Sông Lam Nghệ An 1-0, và nếu như thế thì khoảng cách là 5 điểm, và Sông Lam Nghệ An là hết. Đã an toàn không trụ hạng rồi, mà Sông Lam Nghệ An giật về, và đấy là những cái cú sốc. Và tôi nghĩ rằng bây giờ chỉ có cách là ổn định tinh thần và chiến đấu với đúng cái năng lực của họ thì họ mới có cơ hội vượt qua. Tôi nghĩ rằng câu chuyện của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nó sẽ là một câu chuyện mà nếu như họ thất bại ở trận playoff ấy, nó sẽ được nhắc đến như là một cái chuỗi rất nhiều đấy, là như là một case study về cái chuyện mà gọi trụ hạng ấy. Ở trong một cái mùa giải mà nó có những cái gọi là cái tham vọng khác nhau của các đội bóng, nhất là các đội bóng hạng nhất ấy, thì nó cũng bắt đầu xuất hiện cái tình huống. Bởi vì trong nhiều năm gần đây chúng ta thấy rằng là ngoài các đội vô địch hạng nhất, đương nhiên là họ muốn lên rồi, thì cái đội đá playoff ấy là cái động lực đấy nó không rõ ràng lắm, và hầu hết họ đều đã thất bại vì cơ bản là vì động lực. Có những cái mùa là về mặt chuyên môn nó không lệch lắm đâu, thế nhưng mà động lực của anh em nó có tiến thế đó. Rồi chúng ta cũng thấy rằng là trong mấy mùa gần đây, những cái đội mà thường là từ V-League xuống rồi năm sau lại lên luôn, anh thấy không? Như Đà Nẵng rồi Khánh Hòa rồi Quảng Nam, rồi tất cả những đội lại xong lại lên luôn. Nghĩa là cái thực ra đó là những đội mà về gọi mặt ý chí rồi khát vọng thì họ vẫn thích đá ở V-League hơn, đương nhiên rồi. Nhưng còn các đội hạng nhất thì quả thật là bây giờ chúng ta tìm ra một đội nào có cái khát vọng không phải, nếu mà khát vọng thể thao thì tôi nghĩ rằng là ai cũng có. Thế nhưng mà khát vọng nó liên quan đến chuyện làm sao điều kiện tài chính để nuôi đội bóng lên V-League, nó không phải là chuyện đơn giản, không phải dễ dàng. Mà năm nay là có trường chơi Bình Phước đấy, có và trường tương đối mà là buộn. Có cái máu mê nhưng mà cũng mới đầu tư thôi, thành ra lại phải chờ mùa sau, chưa thể đột biến ngay được. Trận này sẽ diễn ra đâu nhỉ? Hàng đẫy luôn đấy. Thứ bảy này luôn. Thứ bảy sẽ là trận playoff, và chủ nhật sẽ là trận chung kết quốc gia, là kết thúc cái mùa giải năm nay, và các đội sẽ nghỉ ngơi chính xác là bao nhiêu lâu nhỉ? Giữa tháng 7 đến giữa tháng 9 đã tiếp chứ nhỉ? Hay là đầu tháng 9 nhỉ? Chắc khoảng đầu tháng 9 đấy. Khoảng đầu tháng 9. Nghỉ tôi nghĩ như thế là cũng là hợp lý. Rồi, tháng có thể là phải giữa tháng 9, bởi vì đầu tháng 9 hay có loạt FIFA Day. Chúng ta nhớ là những ngày nghỉ lễ của chúng ta, chúng ta hay làm FIFA Day đấy. Vâng, thì sẽ có cái loạt đó, thì các trận đấu của mùa giải mới cũng sẽ bắt đầu diễn ra, và chúng ta hy vọng rằng là cái mùa giải tới thì cái mật độ thi đấu của các đội bóng của chúng ta cũng sẽ được giảm đi, bởi vì các đội cũng đều đã bỏ phiếu đồng tình phương án là nó phải giãn cái tiến độ, cái nhịp độ thi đấu ra, chứ không thì như cái đợt vừa rồi thì bị dày quá, sẽ khiến cho các đội hết sức là vất vả trong công tác tổ chức và cũng như là duy trì được cái phong độ thi đấu của mình. Bây giờ chúng ta kết thúc phần thứ nhất ở đây.